Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Dạo này mấy đứa thấy thời tiết mát mẻ không? Đấy. Thời tiết này dạo này rất là mát mẻ. Lạnh xe xe đó nha các bạn. Nói chung là tới Tết thì thời tiết nó vậy đó. Dạ. Nên là hôm nay thầy sẽ dẫn mấy đứa đi ra đồng để quay tôm sình. Trời, nhỏ gần Tết đi tôm sình thầy. Tưởng thầy phát lì xì cho tụi em chứ. Vậy tự nhiên thầy với thầy nói gần tới Tết là phát lì xì. Chưa tới Tết em ơi. Là sao thầy? Hả? Là sao? Là quay sinh tồn. Trời ơi. Tôm sình là sinh tồn. Ừ vậy cũng biết nữa. Nay thầy bị đặt nó lái nó liên luôn nữa. Đúng rồi đó. Cái câu này rất là quen thuộc với anh ba. À nên là thầy nói vậy cho nó tiếu. Ủa thầy rồi đến đi tôm sình ẩu ơ thầy. Ừ. Ủa ơ vậy. Sinh đừng sinh tôm sình ẩu ơ. Tôm sình ẩu ơ mà là gì à, là sinh tồn ở đâu. Này hay ơi tập trước nữa. Đúng rồi em biết sao em ẩu ơ là ở đâu hả? Đúng rồi nó bị đớt nói, thầm cảm nói chuyện gì nè thầy. Tôm sình ẩu ơ ẩu cái mỏ kìa mỏ ghê quá. Tôm sình ẩu ơ ẩu ơ là ở đâu ha? Đúng rồi thì ở dưới nước chứ đâu. Vậy chỗ nào có nước là mình sinh tồn phải không? Đúng rồi. Ok. Được ok ơi, ha. Vậy. Trời ơi, này lạnh rồi xuống nước là bu ghi nó teo luôn á. Ẩu ẩu ha. Có chị ba em ở đây mà anh Tăng nói vậy sao được. Ừ. Lâu mày. Ê, anh Tăng là bị teo cái lớp máy chị ba đừng có nghĩ. Đừng nghĩ ra cửa gì vậy? Tại em cười cho có lễ thầy. Trời ơi. Mà sao cái bữa trời nóng á thì thầy quay tụi em ý kiến sinh tồn thầy à. Thầy đã không thể không chịu đúng rồi đúng không? Còn bây giờ trời lạnh nè sao thầy đã đi sinh tồn mà sao không có trò chơi đúng rồi ủa thì trời nóng đi ra sinh tồn thì mấy đứa than nắng quá dạ, bây giờ đúng trời rồi. Lạnh ra ngoài thì cũng than lạnh quá đéo bù ghi nhưng mà thầy phải coi thời tiết là ở trên lạnh ở dưới nóng đúng rồi. Phải đi sinh tồn nó mới đã trời ơi cái thời tiết nhìn lúc này lúc nắng chiều mưa sao biết cân bằng được thầy ơi em bây giờ trời như thế này thì chúng ta phải cần một nồi lẩu siêu to khổng lồ ăn cho giữ nhiệt lại tại vì lạnh mà ăn lẩu nóng á cái giữ nhiệt độ là bình thường khoan lẩu không có đủ gà nướng gì đâu quay giờ mới đủ heo quay luôn hai anh em giữ quá ha rồi hai ní ăn này luôn hai em có sự liên kết quá ha viết cái ăn viết cái mặt này nọng này nọng nè người ta gì mà kỳ vậy trời rồi hôm nay đi tôm sình nha ok không để bạn chờ lâu nữa let's go let's go rồi muốn đấm thầy luôn vậy rồi đem mình nữa ra tới đồng nha các bạn rồi tập trung lại đây rồi anh niên kia đi đâu vậy sáng tập trung vô cái gì vậy thầy nằm trong cái chanh kìa rồi trời trời có bạn trong đây nè có mày trong đây luôn nè có mới nằm trong cái chanh luôn thấy rõ ràng lấy nghe nè mày cảm ơn thầy mà vô rồi cái gì đâu vậy? Bẻ người ta thầy. Trời ơi thôi. Cái này mình sinh tồn mà có gì đúng rồi thầy. Mình này mình sống mà chính. Thầy không biết. Trời ơi, mình thôi mình cũng mẹ. Rồi chung như ra đi. Này, đây sao quay? Ừ cái gì nó vậy? Ừ. Ăn chanh hả? Đã không? Phê. Khang cảm thấy là đời Khang đã ngọt và quá. Không ra. Nên là phải muốn chua lại đúng ha. Rồi. Quá đủ rồi. Thì muốn chua em cho chua nhiều xíu nữa. Rồi tập trung vô đi. Tập trung hoài. Tập trung vô, tập trung. Giờ anh em mình sẽ ra đây lắc xí ngầu nha các bạn. Ok. Tại vì bây giờ anh em mình quay thực tế mà. Bây giờ mà một căn không thể nào mà bắt nổi hết 10 người quá đông rồi. Nên là anh em mình sẽ chia đội ra. Ok. Chia đội thì phải làm sao? Lắc xí ngầu. Đúng rồi. Wow. Thầy mới mua hả lại? Thấy cục xí ngầu xịn không? Dạ thầy. Rồi. Cái hộp xí ngầu thầy mới bịp bên casino đó. Ôi thầy. Thầy lớn nhất trong này. Mà thầy bịp vậy rồi anh em học theo thầy sao được thầy. Đúng rồi bịp. Tại vì qua bển chơi cái lụm gì luôn. Cầm nhầm của tao không thầy. Bỏ túi luôn. Rồi vậy ha. Rồi cục xí ngầu thì rất là đặc biệt. Ví dụ như giờ mình lắc bình thường thì mình lắc vậy. Không cần dở ra. Vậy đúng. Hai nút. Còn mình lười lười á mình bấm. Mình có cái nút này thấy không? Đấy. Bấm vô. Ủa gì kia đây? Bấm một cái thì nó sẽ nhanh. À. Đè luôn thì nó sẽ lâu nữa. Ghê ghê, giáo bản được không? Được. Mai cho em mượn. Không nha. Cho em mượn cho em đi quýnh bài hay gì? Có rồi. Gì vậy?
Ôi trời ơi anh ba ơi. Lắc cái này lắc nó không có được à thầy? Không. Mình xả này chi thầy? Đẩy vô. Mình là dân miền Tây. Em mới biết công dụng của thầy. Mài móng tay. Trời ơi. Gõ vô. Ok. Công tình tao mua mà. Rồi nó hư luôn kìa. Bà báo nữa thấy không? Rồi rồi rồi. Ai khai trương đi? Có luôn. Dạ luôn. Rồi thôi xong thú quắc luôn. Nhìn nè, bấm luôn phải không? Rồi bấm. Một nút. Cái này linh quá hả? Hay. Có anh gì? Cái này nó có thần chúa lắm. Kiểu gì ra đó đó. Đúng rồi, có gì chắc cái sẽ có chị Trang. Đưa tay đã đời, không cho nhỏ bóng. Thiệt chứ. Có hồi mấy nút. Em 6 nút cho thầy coi. Rồi. Rồi. Nút mới nè. Mấy nút ơi, liệu là mấy nút? 4 nút nha các bạn. 4 nút là nhỏ rồi. Cũng là số bự. Số bự. Rồi trọng luôn đi. Giơ tay hoài, bấm luôn phải không? Sao mai lắc chưa vậy? Đúng rồi. Ba nút. Rồi. Rồi ba nút đứng cái gì luôn đi. Rồi ai mà số nhỏ là đứng qua đây liền luôn. Dạ, em. Rồi. Nếu như cái này á mà bấm hoài thì nó chạy không cũng bình thường. Mà mình cũng đã lắc nhiều hoài. Lắc hoài thì nó chán. Cho nên em sẽ chọn cách lắc hoài để cho nó không chán. Vừa vốn thôi. Để em lắc nha thầy. Rồi ok. 5 nút. Đúng, đúng là bớt quay. Xin chào anh em xe nha theo ơi. Rồi thành thủ này nó sẽ rất là uy tín ha. Rồi tiếp tục đi. Rồi tới lượt đây. Đây mới lượt chị đây. Tiếp luôn đi thầy ơi. Đúng rồi. Em luôn. Em bấm cho nó mới lại rồi. Đó. Ồ. Rồi. 2, 3, 1 nút. Lên dưới thầy. Rồi 4 bạn luôn phải không? Em mấy nút hả? Em 5 nút. 5 nút đứng qua đây đi. Rồi. Đây, cái phụ nữ đi. Đó, chị 7 Gia Lai. Em biết rồi mà. Được chưa? Chị 7 Gia Lai. Đó chị 7. Em sẽ 5 nút đi. Mấy nút. Liệu mấy nút đi. Mấy nút lâu dữ vậy ai? 4 nút. 4 nút qua thả đi. Em mấy nút? Em 4 nút. Anh yêu của em. Rồi chị luôn đi. Qua đây luôn. Em một nút thì em qua đây. Một nút là qua bên đây. Chưa. Tại vì sẽ cấp tét. Rồi. Rồi xong tới em chuyện. Nếu giờ đợi em có tăng đen thì em sẽ đỡ xíu. Và đứa gái anh gánh không nổi đâu tại chắc còn đồ nhiều quá. Trời bao luôn. Anh em trong nhau à. Nó chưa không phải gan rộng. Ok. Rồi bấm đi em. Mấy đứa này nút một nút. Cái nó bấm vậy nè. Em vừa lắc thì bấm luôn. Rồi nút. Rồi chưa rồi. Một nút. Số em không được rồi qua đây rồi. Tới công chuyện rồi. Thôi. Anh vào qua đây. Anh vào qua đây nữa. Ní là gì nè? Sao? Ní là bản là Ní có cái tình yêu của Ní bản. Đúng rồi. Còn tôi này có thì có anh em hào hán của tôi. Đúng rồi. Đúng. Anh em mà có. Dạ Ní bản này tôi đây. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi sẽ không cho Ní nè bộ đây để có tình yêu đâu. Ní này bảo lắm. Rồi. Anh bấm đi. Số màu. Số nhỏ. Số nhỏ là bên trái, số bự là bên phải. Tắt nhanh đi ba. Anh em liên tưởng không? Đúng rồi. Rồi. Ba. 1. Đây em bấm lại. Ừ. Buồn của mình thôi. Thầy định đưa cho em bấm chơi nhưng mà em lâu quá em về qua đây đi. Trời ơi, thầy biết em không? Em là anh chính chiến với không. Bao nhiêu lâu cho này? Em cơ hội em bóp số nhỏ, em bấm số nhỏ thì em lắc. Thôi nó bấm tiếp. Tay. Biết rồi chứ. Có mua đồ rồi. Ủa, làm sao bạn ơi? Sao đi? Không sao. Bạn ơi, tôi mồ bạn rồi. Bạn cái đây đi. Quá đồ cái mất luôn. Bạn cái đây. Em hết rồi thầy ơi, em hết rồi. Em bị tụt tụt cái thi luôn rồi thầy ơi. Bạn em lâu lâu gặp em lại dễ thầy ơi. Không. Rồi đúng rồi. Có sao đâu bây giờ 2 gánh 3 không sao hết trơn.
Rồi vậy nha. Ok. Okay. Bây giờ ba đêm. Em đổi được thầy. Giờ mình thi bắt cá đi. Dạ. Thôi không được thầy, xong được. Nè, hay là bây giờ mình thi chứ lộn thì được bắt chứ. Bắt cá là nhân phẩm chứ không phải là bắt hay. Thầy biết em rồi. Em chinh chiến với bao biết bao nhiêu con cá, không còn cái tay nè. Thầy biết ta là dư quá. Ta là dư quá. Cởi áo ra thôi. Ơ thử. Cởi áo ra. Thầy kêu cởi áo thẳng. Còn cái tay đâu rồi? Giấu đâu rồi? Thầy. Này cái tay. Thầy thấy hôm nay anh ba em sực thi không? Trời ơi. Trời ơi. Nhà tảo mẫu. Trời ơi, áo gì? Áo này áo tên gì hiểu. Anh ba được. Áo Benjamin là học biết mình biết. Mình biết à. Có xem những lúc em. Rồi. Sau đó gặp rồi từ từ sẽ biết ha. Ok. Rồi bây giờ xuống bắt cá ha. Ok. Giờ mình sẽ thi bắt cá đi. Chơi luôn lại hả? Ngon mấy kịch tính. Nói em là không nghe rồi đó. Em bởi tầng là con ngũ tạng. Không sao. Đã có. Hồi bữa là sao? Hồi bữa là thi các bên nào nhiều là bên đó học sẽ được ngồi im. Đúng bên rồi. Kia sẽ nướng cá. Nếu bên đây ngược lại thầy. Bây giờ thầy sẽ có phần thưởng. Ồ, đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Gì tại vậy? Cái nãy vậy thôi. Thầy, em biết xin cái này là chưa đi bắt cá nữa, dính xin chim mình biết đúng rồi. Thôi thôi. Bơi thường. Bơi thường. Số phận như bơi. Năm thanh niên này chắc không có cá đâu. Anh ba chạy luôn rồi. Rồi, hoành lại chỗ đại chính nè. Dạ. Bây giờ mình sẽ bắt cá. Đội nào bắt nhiều. Dạ. Sẽ được phần thưởng, đó chính là 1 triệu. Được chưa, được chưa? Okay. Một triệu nhiều. Anh em mình 200 ngàn được. À cũng được. Cái này vừa có cá ăn mà vừa có tiền nữa. Anh Tân nghe nè. Cái vậy gì? Hôm nay giờ anh thắng. Anh thắng là chi buồn. Khang cũng vậy. Khang thắng là trang buồn nên là thua đi để cho mình này thắng đúng không? Còn nữa. Không. Anh ba thắng anh hai buồn. Đúng rồi. Anh đây còn tôi với làm gì vậy? Nói chung là ai cũng buồn, mệt quá. Buồn hoài. Buồn gì nữa đâu mà buồn. Đúng. Này mới buồn là thầy. Anh ba, gan lấy 1 triệu về mua cái áo mới. Sao cái áo của em rồi, anh em té banh luôn rồi. Rồi, đi bắt cá đi. Ok, đi lại anh em ơi. Buồn của Minh Thần. Thì cô à, thầy về đòi em áo mới nha thầy. Ok. Thì cô à, ôi trời. Lục bình quá trời ơi. Lục bình sao không lục bình? Đi lên bờ đi. Ôi cây không có nha mấy anh chị em. Hay là bây giờ anh em mình đi đổi hướng đi ta. Được á. Hay là bây giờ anh em mình đi lên bờ thử coi sao. Hả? Dạ, có cá. Lên bờ sao có cá đâu. Gì ghê. Biết ai toàn lục bình không à, làm gì có cá. Bây giờ điểm đi. Hồi nãy giờ anh em mình mò dưới nước rồi đó bạn. Nói chung là anh em mình đã mò dưới nước nhưng mà ở dưới sông nha. Nó cũng có cá mà được có một con hả các bạn ơi. Mà dưới đây nó là dữ lắm. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi lên ruộng rồi thử coi có cá không nha các bạn. Anh em đi không? Đi. Đi thì đi. Đi. Ôi, quên giờ lạnh quá lạnh đây. Thôi. Anh em mình đã tới bờ nha các bạn. Rồi, anh em mình mò cá đi. Vô mò cá thôi. Ôi trời lạnh quá. Xong lục bình không ăn ơi bơi qua. Muốn ná thở luôn á. Đi ra mùa giáng sinh mà thầy vẫn đi sinh tồn cho ơi. Lạnh cúm luôn bạn ơi. Rồi anh em chia nhau nghe mọi nha. Sao bây giờ lạnh mùa đông mà phải không? Đúng rồi mà dưới sông không có cá đâu. Giờ mình lên ruộng thôi coi có cá không. Ừ, cũng chuẩn bị chất lúa nữa. Ừ ha, anh ta bơm nước ra có hình xuống có cá. Đâu, vậy mình lén lên chảnh nè. Đúng ta. Đúng. Sinh tổ mà. Sinh tổ mà. Anh ba, lại hỏi với anh ơi. Giờ anh em bạn bè nhau. Giờ là mùa đông mà. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Quá giờ lạnh. Dưới sông có cá đâu. Giờ anh em mình lên ruộng bắt đi. Ok. Ok, cũng được á. Ông bạn nấu cay là làng quá trời kìa. Mình lên ruộng mình kiếm. Đây. Thôi giờ tụi mình lên ruộng ha. Ok, giờ tụi mình lên ruộng nha các bạn. Ông nội. Thân hình trai chén một lứa gì nè. Mình cứ thua ba đứa gái tụi chị là sao? Em cũng bỏ cá chung với hãy em quả dữ lắm luôn á. Trời hiểu cái si mà còn nghẻ hoài trời. Thôi đi lên đại đi chạy nó. Đi bán gán lên bạn ơi bạn. Lâu lâu mới có bỏ. Có cây nha mọi người. Giờ tôi muốn ấy bạn ơi. Muốn gì? Có
kế tôi cái mệnh thì tôi chưa được. Trời ơi. Ai kêu mới giỡn nha. Đó, mình nhìn kêu giỡn kìa bạn. Đi nè. Bên kia có cái giỏng gì kìa. Giờ này mình nói các bạn ha. Mà có nguyên một cái giường nằm giữa ruộng phải không? Ừ. Mà được cái mền nữa, lại mấy cái gói nữa. Hồi mình nói các bạn mình ngủ tới sáng tới ngày mốt luôn cũng được nữa. Chứ sao? Lên đi nhanh đi anh em. Cái gì? Phải. Cái gì? Có chủ rồi, chủ đầy không rồi. Thơm đường luôn. Còn cái tin nhắn nè. Nè vậy vậy nè, 1 2 3. Ủa đứa ơi, của người ta. Tại nhiên mày đi trước đi. Cái này mình chưa gãi đi. Dạ. Ôi. Ông chủ ra là banh sáng luôn á. Được đâu. Nói chung là ở dưới đây mình không biết có cá không nữa. Ê, có ụt nha bạn, có ụt. Thử quen đi. Em có xung quanh đây có ai không? Không có. Ê, có cá ụt. Đúng rồi, xuống đi Trang. Một đống luôn, xuống đi Trang. Xuống lại đi Trang. Từ từ, té cái là té, anh đất luôn là. Đúng rồi. Sao được không? Gán mồi đi, chiều nay anh em mình phải ăn tụi nó mới được. Ê trên kìa. Ê đầu trên cao quá trời luôn kìa. Đi lên đi lên. Để em lên đầu trên, khoan, để em lên đầu trên em lùa xuống. Đi lên đầu trên lùa xuống đi. Cá đứt giữa được. Ơi, niên này mệt mỏi thiệt chứ. Rồi anh em mình đã có địa điểm mới nha các bạn. Vô. Đâu đường nào. Chú đường nào. Nghe em nè. Chú nghe nè. Sao một kính đó. Nhìn Khang kìa. Dĩ Khan to. Ở đâu mà nó lấy ra được cái giọng hay vậy? Trời ơi. Cái này người ta lấy văn giọng em lấy đại. Ủa, của người ta. Có không được đâu. Ôi nhìn giống ăn mày quá à. Em có mặc áo à. Cái áo của Khang đưa mình đó bạn. Nãy Khang dục anh bà nói mình lấy mình mặc luôn. Đưa bà Trang mà. Trời. Thôi nghỉ đi. Anh em đi bắt cá tiếp. Bỏ đi. Mặt cày lạnh luôn. Con chậm, con chậm. Con ơi ca con ba cái gì ba ôi nè đó đục cho này ba rảnh quá giờ con đục nữa ôi gao đâu trong nào gán trong ra trong con gắn ơi con gắn rồi ơi chui bắt luôn thôi quấn lại nó ừ thì con mẹ đó đâu rồi con rồi cái chung nó tiêu rồi chỉ còn con mẹ anh em ơi ở chuồng luôn rồi anh ta ở nhắn chuồng tiêu luôn mấy đứa con mày nè rồi ơi nè dưới đây nè ở đâu rồi ở chung hết rồi không nhớ ở đâu rồi ồ khá là may mắn nha rồi sẽ gắn luôn may mắn gì nữa gắn rồi hả kiếm con mẹ thử coi kiếm con mẹ thử anh em ơi cái hang trong đây lớn lén này dựng trong đây nè đâu nè ừ đúng rồi kìa ok kìa con có nữa không đã đây cho bạn coi cô hàng lên nè sâu lên hàng luôn quá trời lạnh nè bạn ơi mấy anh em mình cái gì nữa nản như vậy đúng rồi nãy giờ không thấy nản rồi nó đâu rồi thôi em phải đi kiếm không mới được trời ơi mệt mỏi mấy anh niên này thiệt chứ các bạn. Đi sinh tồn gặp ông nội nữa cầu quăng mất tiêu nữa rồi. Cái gì? Thấy rồi. Ok. Thanh niên này đang ngồi trên cái bít khô nữa các bạn. Mình chơi cái cúc này cho nó bỏ xuống luôn đi trên đường mà lạnh nữa khi nào mình đi lùn lại
Bà vô cái quần mạnh là chứ. Mình gớt xuống đậu nó okay. Mới ok. Đi. Vậy một lần vậy là đỡ rồi đó. Ông mà còn không có kinh nghiệm là ông còn bị dài dài nha. Đúng rồi. Lạnh gì mà lạnh? Trời ơi, tôi lạnh giá, tôi lạnh ông lạnh vậy. Đúng rồi. Mà cưng nhìn lại đây, tôi đang mặc áo của nó luôn á. Anh ấy mặc đâu? Nhưng anh là thằng niên trai chán hiểu không? Đúng là đàn ông trai chán mà. Trai chán. Thôi gán đi. Anh em mình có tiền một cái, anh em mình lấy 1 triệu của anh Phúc về ha. Anh em mình đi ngủ chăn ấm niềm im, anh em mình ngủ khách sạn cho biết, hiểu không? Ok. Rồi giờ đi một cái được chưa? Được. Đây nè. Đi. Ê, đi ngược hướng rồi. Trời ơi. Đâu rồi. Đâu cơn lên đúng không? Không biết, không đủ. Đi. Đây nè, đây. Đâu? Đây nè, đó. Không, bên đây nè, bên đây nè. Đó, lên. Đúng không? Cười gì thôi, chú ba luôn. Bộ cáo là gì? Câu chuyện nó xảy nha. Xảy đi. Ôi chứ đây, lấy đèn nó chuồng. Đây nghe tao mọi em mình đi. Mình cái áo ra bỏ vô luôn đó. Con lưng khủng lắm lắm em bạn ơi. Nè cái đầu nè, đây nè, bắt cái nè. À, rồi đâu ơi. Xảy ra lên. Đây nè. Quá chạy luôn rồi. Lạnh nãy giờ anh em mình tưởng con gì không dám vô ai vô cũng vậy thôi em đụng anh rồi ôi anh em mình vô bánh nha các bạn rồi anh em đi bắt tiếp rồi đây đây kiếm vỏ vô kiếm vỏ vô trời ơi tôi lướt quá trời bận luôn nha bạn ơi vô bánh rồi rồi bỏ vô bị đi anh em không từ từ để cột lại bỏ trên cao cao. Ơ cứ chừng nó cứ quay lại vậy. Anh em kiếm cái hang khác đi. Ok. Bỏ tiếp. Ê, vậy là về chỗ này nhiều lương lắm. Ôi. Quá đã luôn mày ơi. Giờ anh em mình sẽ đi bắt tiếp. Cái vậy? Anh em mình mới vừa qua bên đây là có thu hoạch bội thu luôn rồi nha các bạn. Đó. Bạn thấy không? Dạ ăn luôn ha. Chứ giờ đói bụng quá cho đói bụng rồi. Rồi anh xuống ngồi đi anh em. Rồi anh em người ra nè. Được không? Được. Để lên xin gái. Ui, thơm kìa. Thơm không? Thơm. Ê, có chồng mũ. Mình có móng tay dài mà mọi người. Đưa đây. Rồi được rồi. Được rồi. Rồi. Ê, nó mất tướng nữ vậy? Tướng nữ. Rồi, rồi. Bố. Thái nha bạn. Rồi, để cho bạn. Ui. Thơm không? Thơm không? Trời ơi, có mấy mối à? Rồi, xong rồi. Mất tướng nữ. Ủa. Đây nè. Một mối. Ở đây có mối nè. Rồi anh em mình ăn dưới nào đây? Đâu muốn ơi. Như này không có muối nào luôn bạn. Dạ anh em. Đá rồi. Cắt cái cùi thử coi. Chi vậy? Mình ăn muối chứ đâu ăn cùi đâu, cắt cùi chi vậy? Cắt cùi cuối ha. Rồi lọc ra luôn. Rồi xong luôn, để ăn. Đó lọc ra. Xới. Rồi, 5 người có muối hay ăn hay nhịn? Thì bánh lộn chứ sao giờ. Ê, em có cái này đi chi là để coi có muối nào không ta. Chưa, cho em mượn cái. Đầu tiên là ê, nhiều lắm. Nhiều không? Chưa.
có muối không? Nè, có muối nè. Ăn dễ mỏ lỡ tay quay. Mình biết sao, em xuống răng rồi, thằng Phản nó bị răng hô rồi bạn ơi. Cạp quá trời cạp, không ai có cạp nữa. Đó, em cần muối kìa. Được không, được không? Đây muối nữa nè anh em ơi. Rồi. Bên này muối nè, muối nè, bên này muối bự nè. Em sẽ nhường cái này đặc biệt cho chị ba. Chị thương em, chị cho em. Gì vậy chị ba? Rồi em nhường cho chị Trang. Ăn đi, cứ ăn muối bự đây nè. Ủa? Ai nè? Em có này rồi, em nhường cho anh hai á. Thắng. Có rồi, tôi có rồi. Rồi, mình cũng hiểu luôn rồi bạn ơi. Ai da, dính răng rồi. Giết rồi mình cho anh mít anh niên này mà mấy anh niên này không ăn luôn bạn. Thôi mình ăn đỡ luôn chứ sao giờ. Cái màu vàng dai luôn á. Ngọt. Nè, ngọt, ngọt thấu xương luôn mày ơi. Nè. Nói chung là nói chung là nó không có ngọt mọng gì luôn nha các bạn. Ê, giờ anh em mình đổi địa điểm nha các bạn. Rồi có không Khang? Dạ chứ. Nhỏ lộn, nhỏ lộn. Có gôn hả? Gì bắt bỏi gọt gì? Có lương không? Lương phải, phải không? Phải không, phải không? Lương thận. Thôi, đúng em đúng lương luôn á. Rồi, ok, qua đây, trọng con trọng. Này hết rồi. Hả? Có không? Em đây một thằng lương. Lương nữa hả? Em lương. Mời ra, mời ra. Sao mà lương nữa vậy? Em nước nè. Đây, đừng quay chúng mình gắt em nha. Đây, đừng quay chúng mình gắt em nha. Nên bài nước gắt buồn rồi. Bài nước gắt buồn hả? Đâu có ai vậy, coi ơi. Ơi, chán thì nên trọng đi chứ bạn ơi, bài nước cũng gắt buồn nữa. Mẹ, dưới bên đây nè, bên đây nè. Hàng lương. Phải không? Hàng lương. Thiệt. Thiệt hả? Thiệt hàng luôn. Thôi nhìn mặt em là anh biết không thiệt rồi. Đi tiếp anh em ơi. Nói chung là cung đường này mấy anh em mình đi tầm khoảng chừng là 20 bước thì mấy anh em sẽ gặp một trái mít chín. Hiện tại là đây. Có trái mít nhỏ sẽ có trái mít bự. Và có trái mít chín sẽ có trái mít chín hơn trái mít chín. Thì đây. Đây là trái mít chín. Thản làm việc đi Thản. Nói chung là hàng. Tụi con nói chung là tụi con thì đều mang tiếng đi sinh tồn thì có gì vẻ đó. Đó. Ê. Đúng luôn rồi. Dạ chú lại. Dạ chú. Dạ tôi cho chú. Rồi. Nói chung là hôm nay mấy anh em mình ăn cá nhồi mít nha các bạn. Ê, cái chỗ này ngon nè anh em. Bao có cá luôn. Đâu đâu đâu, mình tắm mình tắm. Ê, cái xuồng có cá đó nha. Ê sao quăng cục sình luôn. Bây giờ canh tôi dỡ xuồng nha. Chia hết từ từ. Cái xuồng nặng lắm. Nặng lắm ơi. Ơi coi trong đây có cá không? Cầm đi cốt. Ok cốt. Dỡ thử nha. Sao nổi? Ủa cốt. 1, 2, 3 không có thế. 2, 3 xin lỗi. Ôi anh ơi. Cái đồng hổng. Rồi nói với cây chứ cây. 1 2 3 có cá hả? Cá nè. Đâu cá gì? Cái gì trọng? Cái gô. Anh em mình ăn cái gô đỡ thôi. Chắc anh em mình thua quá anh em ơi. Thua quá. Không mày. Đây. Mà. Bỏ vô bọc giùm anh. Bỏ bọc giùm anh em. Bỏ vô bọc giùm. Di khang lại bỏ bọc. Cái gô hả? Cái gô. Chắc anh em mình thua quá. Thua quá. Được có mấy anh cái gô à. Hai anh đang không lẽ xin ở bên bãi bãi sinh mình nửa luôn trời. Trời ơi cũng kỳ. Ê rớt cá. Ôi cái gô nó bự nè. Ôi cái gô rớt. Ê cái gô rớt. Ôi cái gô bự kìa. Ôi trời. Ôi mọi mọi anh em ơi. Quá trời ơi. Rồi luôn kiểu này anh em mình sao thua nổi. Vô mắt rồi. Anh em à. Đúng rồi vô mắt. Cái gì á? Cái lông. Mình bên tháng ngủ hẹn. Từ từ. Đó, dạ. Ê, mẹ. Cầm chắc vô, chắc vô. Cầm cái đầu á, cầm cái đầu á. Chắc vô. Đúng rồi. Dạ. Mấy em mình tự nhiên đang đi thấy cái hang mà quẩn xình ra luôn á. Đúng rồi. Đó, đây phải lấy cam mới của ông thầy nha bạn. Mua cam mới mua bạn ơi. Quay đồng ruộng. Đúng rồi. Đang review cảnh xung quanh cho bạn xem đó. Quá đỉnh luôn rồi bạn ơi. Mấy anh em mình đã được một con cá lóc nữa nha. Giờ anh em mình đi dạy chảnh kiếm thêm bạn ơi. Anh em, sao rồi anh em? Ở đâu không có đâu. Anh giỡn ở dưới anh xua.
Ở đây nè, đây nè, chọn 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 chọn. Quá chuột ơi. Quá chuột kìa chồng ơi. Cầm cầm fan. Từ từ fan, chảy luôn rồi, banh luôn fan. Cả không có cả không? Thấy nhóc hàng không ạ? Ê, con gì? Con gì, con gì, con gì? Nó chạy ra, tụi không? Bận luôn. Đâu, đâu, đâu. Ê. Sẵn lương sảy quá các bạn ơi. Không có rồi các bạn ơi. Không có luôn hả chồng? Con gái gì mới chạy ra mới kêu luôn rồi. Hai nhỏ ai nữa rồi. Ừ. Con gì chạy ra nha. Đây. Thôi anh xuống. Anh ta... Ôi. Ôi trời ơi hay quá trời. Ai hay là Vũ anh. Vũ Vũ còn giúp hay cho mày nữa. Tuấn. Ok. Quay nè, quay nè. Anh em lên phía trước mọi tiếp nha. Tôi đi ra sau rồi. Ra sau coi hai thanh niên này. Anh không có luôn hả? Nãy được con cua mà thôi, tụi em thấy nhỏ thì tụi em thả luôn. Rồi ok. Rồi, cua trước đi. Cua trước đi. Cua trước đi. Cua trước đi. Đây anh nói cho mấy đứa nghe. Nhìn bển kìa mong manh, trời ơi bên mình vậy cua đây nè. Mình nhảy vậy mình chở bển được mấy con khoai không mày. Dở ra khoai. Em nói coi. Sao? Không thấy dễ gì mà thấy khoai đắp hết trơn đó. Chưa biết. Trời. Bây giờ đổi nào mở trước. Đổi em. Rồi. Ơi. Cái gì anh ba? Ờ lưu điện giật thì ơi. Lưu điện giật ơi. Làm gì vậy? Con cua quần đế đâu vậy nữa? Ôi, kẹp cá luôn rồi. Càng bự gì đây? Quần đế. Càng bự gì đây? Trời ơi. Cho con coi luôn này, cho bạn coi luôn này. Để con luôn nè. Vút cho sạch cái, vút cho sạch cái. Con gì kìa? Ôi sao bắt đường luôn hay vậy? Con gì kìa? Cho em đậu. Con gì? Anh gấp được ra làng. Ai cần vợ anh nói cho Cương nghe nè. Dù mình không có gì nhưng mà tâm hồn phải thật thà, cứ hiểu không? Trong không sáng, được trong sáng không, mình không được lấy của người khác. Em có đàn em của em rồi. Gì đói cho sạch dách cho thơm. Đúng rồi. Đâu cho con luôn. Ủa sao bắt được này hay vậy? Trời, tụi em đào một buổi trời luôn thầy, banh cái bờ người ta luôn thầy. Tụi em cào 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 nè, thấy cái đầu của nó rồi. Khó hiểu nè, mà bắt được lương là cũng đẳng cấp lắm á. Đúng rồi. Ê, con lương này khó bắt dữ lắm. Ê anh Tần, anh đừng nói nhiều nữa, nãy giờ em bắt không với ai. Mạnh cầm cam quay okay, mấy đứa rồi. Rồi, rồi gì nữa. Rồi rồi con về. Cá gô. Cua. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Rồi được rồi, chắc 5-6 con cá gô. Khoai nè. Khoai nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái gô. Rồi khoai em tính nha. Okay. Ok. Rồi vậy đi. Khoai này là khoai của em là thầy. Lấy đồ đi. Đồ nào lấy? Đồ nào lấy? Bỏ rồi. Lấy đi. Tin anh, cái này anh lo được. Trời ơi chưa. Đội em không có gì mà mít. Chạy tưởng cá nè. Nói chung là căn ký á thì đội em bao, còn về số lượng thì đội em thua thôi. Đúng chứ rồi. Không gì. Nhưng mà đội em sẽ thầy biết rồi đó. Đội em thì hết nói rồi. Em thì cũng có nhưng mà không có cá mà có cua. Đúng rồi. Rồi đâu nè. Gì đâu? Dở rồi thì rung rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cua nó mặn của em nữa hãy. Dạ trời. Dạ nè. Trời ơi, đừng cá lóc với con cá. Trời ơi, kẹp mấy cua này luôn rồi. Bớt thiệt đi mày. Đâu, bên đây có 1, 2, 3, 4. Có nguyên con cá lóc bự nè. 6 cua. Cá lóc bự nè hãy. Bự dơ, bự dơ. Nè, để em làm cho con coi cá lóc bự nè. Ôi, bên em nhiều hơn rồi thầy ơi. Ủa, bằng chưa? Thầy tên em, để sát vô mới được, để sát vô. Để sát vô nó bự được rồi. Bự gì cái em đưa không? Cầm tay chưa bằng cái cầm tay em của em. Em học trên mạng là người ta để sát vô nè. Cái đó em học đi em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 con. Bên con. Bên đây dạ. 10 con lận em. Sao rồi? Anh 8 cái gô con này với con này là 10 con lận. Bự nó bự. Nó bự nữa. Nói chung là đội bên đây nhiều hơn rồi. À. Thôi giờ mà không tính số lượng thầy. Bây giờ mình tính cân ký đây. Cân ký hả? Đúng rồi. Giờ nhìn mắt thường cũng biết bên em yếu ký ở bên đây nữa. Nhưng mà hồi nãy em có ai tính với mít ông. Rồi nói chung là nay sao bắt hơi yếu ha. Chắc tại cái mùa chưa có mùa mưa ha. Đúng rồi, không có cá thì ơi. Đúng rồi. Mùa này không có nè. Cái mùa này đó là mùa gì không? Hả? Mùa mấy con cá rồi đi tây về quê hết rồi. Không. Chuẩn bị tới Tết rồi. Mùa gì không? Mùa chưa dân bão. Mấy cá bị đuôi mắt hả? Với tay. Mấy cá lóc bị đuôi mắt á.
Gì vậy? Biết mùi gì không thầy? Mùi gì? Mùa xuân sang. Có hoa xinh xinh đâu. Rồi làm gì ôm ôm mà lạnh hay vậy? Lạnh chứ thầy. Em nói thầy ha, tụi em đi ha, từ ngay chỗ địa điểm của anh em mình tập trung hồi nãy ha. Ừ. Đi một vòng trái đất luôn. Và hiện tại em đang gặp cái xe đang chạy trên đường. Cái xe đang xe qua cái nha các bạn. Later. Thôi vậy anh em mình kết clip tại đây luôn ha. Ok. Nếu bạn thấy video này hay hãy cho mấy anh em mình xin một like, đăng ký cái chuông. Để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Rồi giờ về nấu canh chua ăn đi. Rồi. Gom lên cho rồi.